Giáo sư Đường, cho hỏi xét theo góc độ sinh vật học, sinh mạng có phân biệt cao thấp không? Không, tất cả giống loài tự nhiên đều có thể thích nghi với sự thay đổi của môi trường, không bị đào thải thì được toàn mạng. Cho nên mỗi một sinh mạng sinh ra đều giống như nhau. Loài người có phân biệt cao thấp về sinh mạng chẳng qua là nhận xét giá trị của bản thân con người mà thôi. Có nghĩa là loài người phân động vật thành những giai cấp khác nhau. Thí dụ động vật nào quý giá hơn, giá trị của động vật nào cao hơn, thậm chí đâu là sâu lợi, đâu là sâu hại. Cách nói này thật ra không phù hợp khoa học phải không? Đối với nhà khoa học mà nói, có thể nói là phải. Vậy loài người xác định động vật nào ăn được, động vật nào không ăn được, thật ra cũng là quan niệm giá trị của con người. Loại trừ những sinh vật có hại cho cơ thể con người sau khi ăn vào, loài người lựa chọn thức ăn đều tùy thuộc vào văn hóa, tín ngưỡng, thói quen sinh hoạt, tích tụ được quan niệm giá trị. Thí dụ trong mắt của mọi người, mèo là một thú cưng rất dễ thương. Nhưng mà ở một số nơi, thí dụ như người Thái sau Thế chiến thứ hai, thường xuyên bắt chó mèo để lót dạ. Có một số người Thái còn cho rằng nếu như ăn mèo sẽ mang lại sự may mắn. Vậy tức là đôi khi ăn được hay không ăn được cũng là nhận xét chủ quan. Nếu xét theo khoa học khách quan, ăn động vật gì thật ra không có chênh lệch thiện ác và tốt xấu, đúng chứ? Có thể nói vậy. Giáo sư Đường, có một lý luận học tên là Baby Kima. Họ nói loài người đặc biệt yêu thích một số động vật có đặc điểm tương tự như trẻ em, bởi vì những đặc điểm này sẽ làm cho người ta sản sinh hormone đặc biệt muốn chăm sóc chúng. Thí dụ giống như con chó và con mèo. Ông có đồng ý không? Đồng ý. Nếu là như vậy, nói một cách khác, con người căm ghét con chó và con mèo, cảm thấy tàn nhẫn và biến thái, thật ra là xuất phát từ phản ứng tự nhiên trong cơ thể, có căn cứ khoa học cụ thể, hoàn toàn không phải nhận xét chủ quan. Ông có đồng ý không? Trở lại, tôi muốn hỏi luật sư, ông có ăn tôm và cua không? Nhân chứng thì không nên đặt câu hỏi, nhưng tôi vẫn trả lời. Đương nhiên tôi có ăn tôm và cua. Con người ăn tôm cua có nhiều cách khác nhau. Thí dụ như cua lông, bị người ta trói chặt khi còn sống, đặt vào bên trong chảo đậy nắp lại, từ nước nguội bắt đầu hấp, từ từ làm nóng. Do con cua không thể dễ dụa, không bị rụng chân, thịt cua sẽ càng chắc hơn, gạch cua cũng không bị chảy ra. Cuối cùng con cua bị hấp chín khi còn sống, sau đó dọn lên bàn. Hoặc là cũng giống như ăn lẩu tôm còn sống, vì tiện lợi sẽ dùng que tre từ phần đuôi của tôm đâm thẳng vào, xuyên qua cơ thể, rồi từ đầu tôm xuyên ra, tôm cũng cảm thấy đau. Khi mà con người hết sức thản nhiên ngồi trò chuyện, ngồi cười đùa, thực ra con tôm đạp tới đạp lui, chịu đựng hành hạ, cũng là sinh mạng. Tại sao ăn chó và mèo thì là tàn nhẫn biến thái, nhưng mà ăn tôm và cua bằng cách này thì lại không phải tàn nhẫn biến thái? Nghiêm! Tòa đã nhận được thông báo của luật sư đại diện hai bên. Nguyên cáo và bị cáo đã đạt được hòa giải. Bổn tòa tuyên bố tố tụng của vụ án chấm dứt, phí tố tụng do đôi bên chia đều. Cũng nhờ anh giới thiệu giáo sư cho em mới có thể xoay trở vụ kiện này. Hòa giải là kết quả tốt nhất. Em cũng vì như vậy học được rất nhiều điều nữa. Em thích lắm đó. Nhưng anh cũng có chút hối hận đó. Hả? Nghe nói có người đứng ở tòa liên tục nhìn giáo sư hoài, ánh mắt còn rất ngọt ngào nữa chứ. Hình như có người đang chua lè thì phải. Phải nói là đắng như khổ qua. Anh thật sự không nên giới thiệu cho hai người quen biết. Chẳng qua em rất khâm phục và ngưỡng mộ ảnh thôi, không có si mê như nói vậy đâu. Sếp Lực, chẳng phải anh rất bình tĩnh và rất khách quan hay sao hả? Anh làm vậy cũng chỉ vì em thôi. Em thật sự muốn khoanh tay đứng nhìn anh lo lắng cho em sao hả? Anh đang lo lắng hay là đang bồn chồn vậy? Sao em biết được anh đang bồn chồn chuyện gì? Không nói đâu, mất công anh nghĩ lung tung.